Xin kính chào quý anh chị cùng các bạn. Chào mừng quý anh chị cùng các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Đức Trung tại Uông Bí, Quảng Ninh. Vâng, buổi tối ngày hôm nay còn mỗi mình Đức Trung ở chợ. Anh em về hết rồi. Đức Trung cũng đi làm thủ tục cho khách cả ngày. Bây giờ mới về đến chợ thì lại phải làm cái chân trông chợ. Trong lúc chờ anh em về nhà ăn cơm lên thay ca thì Đức Trung cũng lên sóng để giới thiệu tới quý anh chị cùng các bạn những cái mẫu xe bán tải còn lại tại chợ ô tô Cúc Quảng Ninh. Năm hết Tết đến này, các cái mẫu xe bán tải này cực kỳ là khó mua, bán thì rất là dễ bán. Thế cũng mong rằng là quý anh chị các bạn, là ai mà đang có cái nhu cầu hoặc là ai đang có cái ý định mà mua xe bán tải thì hãy mua vào cái thời điểm này, thì giá nó cũng còn hợp lý và cũng còn có xe mà để mà mua. Đặc biệt là những cái xe mới nó lên khủng khiếp luôn. Xe lắp ráp trong nước bây giờ cũng không có để mà giao. Giá lên rất là cao. Thế và bên chợ ô tô Cúc Quảng Ninh thì vẫn giữ cái giá cũ. Để quý anh chị các bạn là ai mà ưng cái mẫu xe nào thì hãy liên hệ hoặc là đặt cọc để nhận xe. Thế đầu tiên thì Đức Trung xin giới thiệu tới quý anh chị cùng các bạn một cái mẫu Nissan Navara sản xuất năm 2014. Hai con này đều là sản xuất 2014, đều là số sàn hai cầu. Xe cực đẹp, máy số zin. Xe này là thanh lý ở trong quân đội Viettel. Máy móc bảo dưỡng rồi gầm bệ thân vỏ thì còn cực đẹp, zin 100%. Đã được trang bị lắp thùng cao. Hai chiếc Nissan Navara đều là số sàn hai cầu, động cơ dầu 2.5. Xe cực đẹp. Thân vỏ zin, máy số zin. Vâng, giá chào bán là 380 triệu cho mỗi chiếc. Thế quý anh chị các bạn là mua sớm thì có thể chọn một trong hai con. Một hai con thì nó cũng xem nhau về cái chất lượng. Nó khác nhau về một chút cái màu xe. Lắp thùng cao, ba đợt sốc bằng inox, vành đúc. Con này ghế có vẻ vẫn là ghế xịn. Con kia thì ghế mới, con này ghế xịn theo xe. Về quan điểm cá nhân, Đức Trung thì thích chiếc xe này hơn. Nó vẫn giữ được cái bộ ghế xịn theo xe. Thế và cái màu của nó thì nó cũng hơi màu vàng cát. Cái màu vàng cát này là cái màu đại cát đại lợi. Đấy, quý anh chị các bạn chọn chiếc nào cũng được. 380 triệu. Hai cầu. Số sàn đi rất tiết kiệm, con này nó chỉ ăn 7 lít trên 100 cây. Dầu đi nó cực kỳ là tiết kiệm. Thế mà chiếc này cũng mới về đây. Forerunner bản XLS. Số tự động một cầu. Màu trắng. À, con này màu vàng cát, xin lỗi, màu vàng cát. XLS số tự động một cầu. Con này mai cho đi rửa ráy, cho đi làm đẹp đã. Nhưng về cơ bản thì cũng rất là ok rồi. Có màn hình cam nùi, có nắp thùng thấp. Màu vàng cát như đại biển Hà Nội. XLS số tự động một cầu. Còn con này giá, cái khuôn giá của nó tầm khoảng độ 455 triệu. Con này máy số còn đẹp lắm. Con này Đức Trung cũng xem qua cái động cơ của nó rồi. Động cơ cực đẹp. Lốp láp cũng còn ok cả dàn. Đấy, mai cho đi spa về thì Đức Trung sẽ lên sóng riêng cái con này. Đấy, con này đăng kiểm dài. Đăng kiểm tháng 6 năm 2022. XLS là 2014. Vâng, bên cạnh là một chiếc XLT 2015 màu vàng cát, trang bị số sàn hai cầu, con này form mới rồi.
XLT 2015. XLT này thì bên Đức Trung còn 3 con. Một con này là 2015, một con còn hai con 2016 nữa. 2016 thì có màu xanh thiên thanh và màu xám bạc. Đều là form mới hết. Xe cực đẹp, không một lỗi nhỏ. XLT này cái bản của nó bản cao hơn, lốp láp nó dày dặn, nó to hơn. Lốp của nó dùng la răng R17. Thế và thân vỏ từ cái bậc bước của nó cũng chắc chắn hơn rất là nhiều. Thân vỏ đẹp. Thì có cả cảm biến cảnh báo va chạm ở đằng sau. Đặc biệt là được trang bị lái điện và cân bằng điện tử. Và chiếc XLT 2015 thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 545 triệu. Thế và 2016 thì là 565 triệu. Nó chênh nhau khoảng 20 triệu một đời. Nó cũng còn tùy thuộc vào cái chất lượng của xe đó. Bên Đức Trung đã kiểm tra rất là kỹ và cam kết là chiếc xe này là nguyên zin, không một lỗi nhỏ. Nếu quý anh chị các bạn ai mà quan tâm đến cái mẫu xe nào thì hãy liên hệ để Đức Trung sẽ cung cấp các cái thông tin về hình ảnh cũng như là một cái video clip riêng. Đấy. Chiếc XLS 2016 màu xanh thiên thanh, trang bị số tự động một cầu, máy dầu 2.2, biển Thanh Hóa. Vâng, giá chào bán là 530 triệu. Xe cực đẹp. Nắp thùng thấp. Đăng kiểm tháng 7 năm 2022. Lốp láp vẫn còn khá là ok. Là răng đúc bậc bước to bản. Ghế da hai màu. Vô lăng 4 chấu có tích hợp các phím bấm. Trần lỉ nguyên bản. Gương kính chỉnh điện. Chiếc XLS số tự động một cầu này thì chị em cũng có thể điều khiển rất là dễ dàng. Số tự động thì chạy nó nhàn. Lắp thùng ô liu. Siêu đẹp. Và cũng không kém về cái chất lượng, nó chỉ khác về cái thương hiệu thôi. Thì quý anh chị và các bạn có thể lựa chọn chiếc xe này cùng đời 2016 thì có cái giá nó mềm hơn. Đấy, cùng đời 2016 nhưng mà con này thì nó hay hơn cái là nó có cái bộ la răng hoa mai. Đấy, đẹp hơn. Thừa nhận là cái bộ la răng này đẹp hơn. Đấy, xi nhan tích hợp gương và con này nó có cả gương cụp xòe. Đấy, so với lại cái dòng XLS này thì XLT 2016 này giá nó có 485 triệu thôi. Đấy, nó rẻ hơn được tầm cỡ khoảng độ gần 50 triệu. Thế mà đã được trang bị cũng số tự động một cầu như nhau, cũng có vô lăng tích hợp, có ga tự động, có gương kính chỉnh điện. Con này nó hơn cái là gương cụp xòe. Đấy, và có la răng hoa mai. Form dáng của con này và con này lại được màu trắng nữa. Xong lại có cả cảm biến nùi. Giá hợp lý. Bằng máy gầm thì nó như nhau thôi, nó khác về cái form dáng một chút. Cái quan điểm cá nhân Đức Trung là bớt được 50 triệu người ta lựa chọn chiếc BT này cũng rất là phù hợp luôn. 485 triệu cho một cái chiếc BT 50 sản xuất năm 2016. Cực đẹp. Đấy, con này đăng kiểm cũng còn rất là dài. Đăng kiểm còn đến tháng 10 năm 2022. Con này nó hay hơn nữa là nó có điều hòa auto. Đấy, có điều hòa auto, có gạt mưa auto. Hơn rất là nhiều so với này XLS cùng đời. Đấy, xét về tổng thể thì BT này nó chỉ thua mỗi cái thương hiệu. Đấy, còn form dáng của nó cũng đẹp không kém XLS. Chức năng nó nhiều hơn. Hơn điều hòa auto, hơn gập gương, hơn xi nhan gương và hơn đứt cái bộ la răng hoa mai. Và so sánh hai chiếc này thì nó còn hơn cả màu nữa, màu trắng đẹp hơn rất là nhiều. Thế mà giá lại rẻ hơn. 485 triệu. Ông này là 530 triệu.
Đấy, chênh nhau tầm cỡ khoảng độ 45 triệu. Vâng, nếu quý anh chị các bạn ai mà quan tâm đến cái mẫu xe nào thì hãy liên hệ để Đức Trung tư vấn hoặc chụp ảnh cái biển số để Đức Trung sẽ cung cấp toàn bộ các cái tư liệu của chiếc xe. Hầu hết là tất cả chiếc xe về chợ là đều đã có một cái video clip riêng rồi. Đấy. Nếu mà cái cửa tiền mà khoảng độ 430 thì quý anh chị các bạn có thể lựa chọn chiếc này. Đấy, XLS 2013 màu đen. Số tự động một cầu, máy dầu 2.2, đã có lắp thùng thấp. Xe cũng cực kỳ chất. Cái này phong cũ thôi. Máy dầu đi thì nó bền bỉ, nó tiết kiệm. Giá hợp lý. 430 triệu. Nội thất rất là ok. Lắp thùng thấp. Lốp lắp đẹp cả dàn. Còn này lốp mới thế nhỉ. Thế và các bác ấy ở các cái vùng núi thì có thể lựa chọn chiếc XLT này. Đây là chiếc XLT 2014. Màu đỏ đun. Vâng, chiếc XLT này thì có giá chào bán là 445 triệu đồng. Xe cũng rất là đẹp. 445 triệu cho một chiếc XLT. Thế và xe thì số tự động mà đời thì cao, giá thì hợp lý, thì các bác có thể tham khảo chiếc xe này. Chiếc Mazda BT50 sản xuất năm 2015, màu vàng cát, trang bị số tự động một cầu. Con này bên Đức Trung đang chào bán với giá là 425 triệu, đang có hai sự lựa chọn, có thể là con này hoặc con màu trắng. Đều 2015, đều giá 425 triệu. Thôi các bác mà quan tâm thì hãy liên hệ để được Đức Trung sẽ gửi các cái thông tin chi tiết. Khá là nhiều xe cho các bác lựa chọn. Vâng, và rẻ hơn nữa thì có chiếc này, XLS 2014, trang bị số sàn một cầu, máy dầu 2.2, con này máy zin, máy số zin, keo chỉ zin, có màn hình cam lùi, có thanh thể thao. 395 triệu. Và 395 triệu cho một chiếc XLS 2014 màu đen. Chốt cửa rồi. Con này có màn hình Android rất là to. Màn hình cam lùi nốp náp đẹp cả dàn luôn. Sắt xi gầm bệ cực chất. Thanh thể thao. 395 triệu nhé. Bao rút hồ sơ cho anh chị và các bạn. Vâng, chiếc XLS màu đỏ 2016 giá chào bán là 525 triệu. 525 triệu cho chiếc XLS. Con này thì lốp láp thì mới cả dàn. Lốp mới kính còn. Đấy là rằng hầu như là chưa có một cái vết chảy xước. Chiếc XLS 2016 màu đỏ này thì phải nói là rất là phù hợp cho chị em nhé. Chị em nào mà cá tính mạnh mẽ thì chọn cái con màu đỏ này đi cực đẹp. Giá chỉ có 525 triệu, giá trên thì vẫn còn thương lượng. Số tự động. Thân vỏ đẹp, nội thất tươi. Lốp mới cả dàn, con này đi 5 năm mới phải tính đến chuyện thay lốp. Và ở đây vẫn còn một hai con xe nữa. Bên này thì chỉ còn một con thôi. Vâng, với cái cửa tiền 300 triệu thì các bác có thể tham khảo chiếc xe này. Ford Ranger Wildtrak sản xuất năm 2010. Thì trang bị số sàn 2 cầu. Màu trắng rất là đẹp. Cái bản Wildtrak này thì nó trang bị số sàn thôi, nhưng mà về form dáng của nó cũng cực kỳ đẹp. Đã có thanh thể thao rồi.
con này trang trí thêm một ít tem với lại cái giá lóc của nữa thì quá là ok. Dòng White Check này thì cực kỳ là ngon lành. Con này máy vẫn zin, không có hơi thừa, không khói, không gõ, đi cực kỳ tiết kiệm dầu. Điều hòa mát sâu. White Check 2010, số sàn 2 cầu. Con này vô lăng 4 chấu nhá, vô lăng 4 chấu. 2 cầu cơ. Đấy, trần 3D. Con này điều hòa mát sâu, các cái trang thiết bị trên xe vẫn còn khá là ok. Vâng. 5 chỗ ngồi rất là rộng rãi. Cái thùng này chở đồ này. Tết mà chở cây quất này. Cây quất, cây đào quá là ok. Con này muốn đẹp thì cho bộ tem với lại cho cái giá lóc còn nữa thì miên man tình đời. Thế còn hai chiếc xe này thì bên Đức Trung đã nhận cọc của khách rồi. Corolla Tít và chiếc Nissan Navara này nhận cọc của khách rồi. Ví dụ như là có như thế nào thì Đức Trung sẽ thông tin trong cái video clip riêng, hoặc là video clip sau báo tổng hợp thì còn thì Đức Trung cũng sẽ nói. Vâng, kính thưa quý anh chị cùng các bạn, trong ít phút vừa qua thì Đức Trung đã giới thiệu toàn bộ các cái mẫu xe hiện đang còn ở chợ ô tô cũ Quảng Ninh. Nhà rất là rộng, xe thì không có mà bán. Quý anh chị các bạn quan tâm hãy bấm nút like và chia sẻ kênh để chợ ô tô cũ Quảng Ninh thì có thể tiếp cận được nhiều khách hàng. Đức Trung xin chân thành cảm ơn quý anh chị các bạn đã ủng hộ trong suốt thời gian qua. Đức Trung xin kính chúc quý anh chị cùng gia đình luôn luôn mạnh khỏe, an toàn và tìm được những cái mẫu xe mà nó ưng ý nhất, nó phù hợp với cái điều kiện của gia đình nhà mình. Và cũng mong sao là đất nước mình phát triển hơn nữa, nhà nào cũng có tối thiểu là một chiếc ô tô. Vâng, Đức Trung xin được kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý anh chị cùng các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở các cái video lần sau.